Chế biến là phải cho nó sạch sẽ chứ. Anh ơi, anh muốn chế biến sạch sẽ thì anh phải cắt sạch móng tay của anh. Anh ơi, anh muốn chế biến sạch sẽ là anh phải cắt sạch hết móng tay của anh nữa anh. Để em cắn đi. À, để em thôi, bỏ đi. Tôi đã rửa tay đàng hoàng hết rồi. Và ngày hôm nay chế biến không phải là tôi mà là bạn. Chào mừng vị đầu bếp nổi tiếng nhất dãy Ngân Hà. Thế nào vậy anh? Đi khó vậy? Vâng. Xin mời bạn vào bên trong. Em xin lỗi anh, chân em nó hơi yếu. Và ngày hôm nay tôi thông báo cho bạn biết, chúng ta đón một vị thực khách rất là đặc biệt. Dạ. Và đầu tiên tôi sẽ đãi cho bạn một cái món, đó là bạch tuộc chấm muối tiêu. Bạn cứ ăn thử, bởi vì vị thực khách này tôi cũng đã tiếp họ một lần rồi. Dạ. Và đây, bạch tuộc chấm muối tiêu. Dạ. Anh nói không ngon à? Dạ rất ngon. Dạ, ngon thì ăn mạnh lên. Dạ xin lỗi. Dạ ngon lắm luôn. Lên. Mạnh lên nào, ăn mạnh lên. Đó, trời ơi, ăn tiêu luôn hả? Muối tôi làm ngon quá đúng không? Dạ. Ôi, trời ơi, hèn gì bạn lấy bằng lùi lùi vậy là tôi biết là món ngon rồi. Cảm ơn các bạn. Được rồi, được ăn được. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn nào, nào. Chúng ta cùng ăn, trời ơi, bốc luôn. Đó, vậy là tôi thành công rồi. Tôi đã thành công. Ôi, một đầu bếp mà nổi tiếng khắp dãy Ngân Hà mà ăn đồ ăn được của tôi là tôi mừng rồi. Ô, ô, uống hết rồi à? Ô, ô, uống hết rồi à? Ô, ô, uống hết rồi à? Ô, tại sao người thì uống hết mà trong gương chưa uống gì nhỉ? Thực liệu khác nhau anh ơi. Đó là món sắc hành tây. Đây, tôi giao cho cậu của hành tây. Có củ hành không mà sắc cũng không được. Tôi nhìn vô gương không là tôi thấy bạn sắc không. Là tôi thấy bạn sắc không được rồi. Bạn à, tôi thấy bạn sắc cái này giống như là sắc chuối cho heo ăn ha. Chứ không phải là sắc hành tây. Và bây giờ chúng ta sẽ để món hành tây qua một bên. Dạ không ạ, em chưa chế biến xong ạ. Dạ không, em cũng chưa chế biến xong luôn ạ. À.
Ừ, các bạn thiệt là tuyệt vời. Dạ thưa bếp trưởng em xong rồi ạ. Dạ thưa bếp trưởng em xong rồi ạ. Dạ. Cảm ơn các bạn giỏi lắm, các bạn giỏi lắm. Và bây giờ bạn hãy lấy món đậu hũ của mình ra để chuẩn bị chế biến. Bắt đầu. Thôi mình chuyển cái món khác đi anh ơi. Thôi mình chuyển món khác đi anh. Dạ. Làm gà. Dạ rồi. Bạn dạ rồi. Đưa cái đó vào trong và đưa con gà ra để bắt đầu làm thịt. Trời ơi. Quán tôi thật là vệ sinh. Dạ đúng rồi. À đây 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 gà đây. Gà đây. Anh ơi, bữa nó manh động quá rồi. Bữa nó manh động quá rồi. Con gà nặng quá. Ai là trời ơi. Ôi mình thương con gà này quá. Hey. Hey. Gà ơi. Gà đâu rồi? Gà ơi. Tôi muốn học hỏi cách làm gà các bạn. Tôi thương con gà này quá. Mệt quá anh ơi. Chiến Chiến Phan đừng lại. Vâng, cơm gà đi chơi là con gà con. Vâng, đây là chiếc thẻ quyền lực đó. Ê à, bạn đầu bếp xin mời bạn qua đây. À, xin mời bạn qua đây. Rồi, bây giờ bạn bắt đầu làm gà đi. Dạ. Gà đâu rồi? Gà ơi. Gà ơi. Anh ơi, con gà nó chết rồi nè. Dạ. Con gà đã đẻ rồi. Ây da, ây da, ây da. Trời ơi, con gà để nó cũng lên đây. Trời ơi, chuyện lạ có thật. Con gà để nó cũng hành tây. Bắt đầu làm gà. Nhổ lòng. Đến
bằng nhổ lông rồi. Trời ơi, tưởng có mấy cộng ở một chùm nè. Anh xin lỗi em gà. Và bây giờ con gà này các bạn có thể mang vào trong để chuẩn bị chúng ta chế biến món ăn. Dạ. Dạ. À, mời bạn.